Hello các bạn nha, và mình là Rin đây. Và hôm nay mình sẽ quay một clip chơi PUBG. Ok anh em ạ, hôm nay mình sẽ chơi thử cái map kinh game này. Và mình sẽ ổn. Ui, số 1 có mic kìa. Wow. Người Việt Nam chắc năng lượng cao nha. Ok, vào Team xem match, nào. let's go. Chỉ cần đến đây là mình có thể giải quyết được. Tim nhanh đã, rất nhanh. Ôi my god. Không sao không sao. Mình có thể làm lại được, ok. Cố gắng là được. Trời ơi, tôi khó bắn cây đó nhất luôn. Tôi ghét bắn cây đó nhất. Cây này là cây gì ta? Mày cá, trời ơi, không biết bắn cây này. Yeah, ok, thoát được cây này rồi. Ổn rồi. Ổn rồi. Hồi máu, ta. Ủa giờ hết đạn. Cố gắng là được. Ok, cố lên, rút lui thôi. Chỉ cầm cái này mà tầm gần khó lắm. Đi ra thôi. Ôi trời ơi. Trời đằng sau hả? Oh. OMG. Oh, hai thằng lận. Cái này lâu nữa chứ. The blue team is about to win. Oh. Mà 249. À vậy nó cầm mấy cây đó. Sao không sao, mình 14 rồi, sắp sắp huyền thoại chảo rồi.
Ồ, đằng sau, đằng sau, đằng sau. Đằng sau kia mấy bạn ơi. Là một cú highlight nè. Đây là một cú highlight rồi đó cho nó. Ok, cái thằng này nó kẹt nữa. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Blue team victory. Yeah. Thắng rồi mọi người ơi, thắng rồi nha. Yeah. Mấy người thấy nguyên thức gì mà. Nguyên thức gì mình cũng không biết luôn mấy bạn ơi. Ok. Vậy là trận đấu này đã kết thúc rồi. Bye bye mọi người. Bye 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 bye.